căn bậc 2. Phép toán ngược của phép bình phương là phép toán nào? Một nhỏ, căn bậc 2 số học. Ở lớp 7 ta đã biết, căn bậc 2 của một số A không âm là số x, sao cho x bình phương bằng A. Số dương A có đúng hai căn bậc 2 là hai số đối nhau. Số dương ký hiệu là căn bậc 2 của A và số âm ký hiệu là trừ căn bậc 2 của A. Số 0 có đúng một căn bậc 2 là chính số 0. Ta viết căn bậc 2 của 0 bằng 0. Câu hỏi thứ nhất, tìm các căn bậc 2 của mỗi số sau. A. 9. B. 4 trên 9. C. 0,25. D. 2. Định nghĩa. Với số dương A, số căn bậc 2 của A được gọi là căn bậc 2 số học của A. Số 0 cũng được gọi là căn bậc 2 số học của 0. Ví dụ 1. Căn bậc 2 số học của 16 là căn bậc 2 của 16 bằng 4. Căn bậc 2 số học của 5 là căn bậc 2 của 5. Chú ý, với A lớn hơn hoặc bằng 0 ta có. Nếu x bằng căn bậc 2 của A thì x lớn hơn hoặc bằng 0 và x bình phương bằng A. Nếu x lớn hơn hoặc bằng 0 và x bình phương bằng A thì x bằng căn bậc 2 của A. Ta viết x bằng căn bậc 2 của A với thứ nhất, x lớn hơn hoặc bằng 0. Thứ hai, x bình phương bằng A. Câu hỏi 2. Tìm căn bậc 2 số học của mỗi số sau. A. 49. B. 64. C. 81. D. 1,21. Giải mẫu. Căn bậc 2 của 49 bằng 7 vì 7 lớn hơn hoặc bằng 0 và 7 bình phương bằng 49. Phép toán tìm căn bậc 2 số học của số không âm gọi là phép khai phương, gọi tắt là khai phương. Để khai phương một số, người ta có thể dùng máy tính bỏ túi hoặc dùng bảng số. Xem bài số 5. Khi biết căn bậc 2 số học của một số, ta dễ dàng xác định được căn bậc 2 của nó. Chẳng hạn, căn bậc 2 số học của 49 là 7, nên 49 có hai căn bậc 2 là 7 và âm 7. Câu hỏi 3. Tìm các căn bậc 2 của mỗi số sau. A. 64. B. 81. C. 1,21. Hai nhỏ. So sánh các căn bậc 2 số học. Ta đã biết, với hai số A và B không âm, nếu A nhỏ hơn B thì căn bậc 2 của A nhỏ hơn căn bậc 2 của B. Ta có thể chứng minh được, với hai số A và B không âm, nếu căn bậc 2 của A nhỏ hơn căn bậc 2 của B thì A nhỏ hơn B. Như vậy ta có định lý sau đây. Định lý. Với hai số A và B không âm ta có A nhỏ hơn B. Do đó, căn bậc 2 của A nhỏ hơn căn bậc 2 của B. Ví dụ 2, so sánh. A. 1 và căn bậc 2 của 2. B. 2 và căn bậc 2 của 5. Giải. A. 1 nhỏ hơn 2 nên căn bậc 2 của 1 nhỏ hơn căn bậc 2 của 2. Vậy 1 nhỏ hơn căn bậc 2 của 2. B. 4 nhỏ hơn 5 nên căn bậc 2 của 4 nhỏ hơn căn bậc 2 của 5. Vậy 2 nhỏ hơn căn bậc 2 của 5. Câu hỏi 4. So sánh. A. 4 và căn bậc 2 của 15. B. Căn bậc 2 của 11 và 3. Ví dụ 3. Tìm số x không âm biết. A. Căn bậc 2 của x lớn hơn 2. B. Căn bậc 2 của x nhỏ hơn 1. Giải. A. 2 bằng căn bậc 2 của 4 nên căn bậc 2 của x lớn hơn 2, có nghĩa là căn bậc 2 của x lớn hơn căn bậc 2 của 4. Vì x lớn hơn hoặc bằng 0 nên căn bậc 2 của x
lớn hơn căn bậc 2 của 4. Suy ra x lớn hơn 4, vậy x lớn hơn 4. B. 1 bằng căn bậc 2 của 1 nên căn bậc 2 của x nhỏ hơn 1, có nghĩa là căn bậc 2 của x nhỏ hơn căn bậc 2 của 1. Vì x lớn hơn hoặc bằng 0 nên căn bậc 2 của x nhỏ hơn căn bậc 2 của 1. Suy ra x nhỏ hơn 1, vậy 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 1. Câu hỏi 5. Tìm số x không âm biết: A. Căn bậc 2 của x lớn hơn 1. B. Căn bậc 2 của x nhỏ hơn 3. Bài tập. Bài tập 1. Tìm căn bậc 2 số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc 2 của chúng. 121, 144, 169, 225, 256, 324, 361, 400. Bài tập 2. So sánh. A nhỏ 2 và căn bậc 2 của 3. B nhỏ 6 và căn bậc 2 của 41. T nhỏ 7 và căn bậc 2 của 47. Bài tập 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3. A. X bình phương bằng 2. B. X bình phương bằng 3. C. X bình phương bằng 3,5. D. X bình phương bằng 4,12. Hướng dẫn. Nghiệm của phương trình x bình phương bằng A với A lớn hơn hoặc bằng 0 là các căn bậc 2 của A. Bài tập 4. Tìm số x không âm biết: A. Căn bậc 2 của x bằng 15. B. 2. Căn bậc 2 của x bằng 14. C. Căn bậc 2 của x nhỏ hơn căn bậc 2 của 2. D. Căn bậc 2 của 2x nhỏ hơn 4. Bài tập 5. Đố: tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m. Có thể em chưa biết. Từ thời xa xưa, người ta đã thấy giữa hình học và đại số có mối liên quan mật thiết. Khái niệm căn bậc 2 cũng có phần xuất phát từ hình học. Khi biết độ dài cạnh hình vuông, ta tính được diện tích hình đó bằng cách bình phương hay nâng lên lũy thừa bậc 2, độ dài cạnh. Ngược lại, nếu biết diện tích hình vuông, ta tìm được độ dài cạnh của nó nhờ khai phương số đo diện tích. Người ta coi phép lấy căn bậc 2 số học là phép toán ngược của phép bình phương và coi việc tìm căn một số là tìm cái gốc, cái nguồn. Điều này hiện còn thấy trong ngôn ngữ một số nước. Chẳng hạn, ở nước Anh, từ square có nghĩa là hình vuông và cũng có nghĩa là bình phương. Từ root có nghĩa là rễ, là nguồn gốc. Còn từ square root là căn bậc 2.